Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tán xin kính chào các khách nhé. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị cách tháo sập của liền. Thì đầu tiên là ta sẽ tháo phần hậu ra trước. Tháo phần hậu ra trước. Sau đó là ta tháo phần ngang. Phần dạ ngang. Đấy, lót đấy chân rồi, không để nằm nằm, lót bìa cái chân ấy. Sau khi tháo dạ hậu là ta sẽ tháo phần đằng trước của dạ ngang ra. Đó thì ta sẽ nó rìa chúng ta tháo phần cuối. Tiếp theo là phần ngang ở bên này. Giữ cái đằng trước này, giữ cái đằng trước chỗ này. Đấy, khi ta để nằm chân sập cũng như là tháo được cái chân đằng sau đó. Khi lắp sập thì chúng ta sẽ dùng búa tạ để đóng quý vị nhé. Dùng búa tạ. Đó, tiếp theo là đằng sau, rất đơn giản. Đây là cách tháo sập của liền. Đó, tiếp theo là sẽ lót và tháo phần dạ trước. Giữ cái ra. Ra. Giữ và để tháo kia ra. Đó, thì chưa đầy 2 phút đồng hồ thôi là ta có thể tháo được chiếc sạc này ra rồi. Rất đơn giản, tất cả là đều khớp mọng hết vậy nhé. Đây là sập gỗ của liền. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị để lắp cho khách hàng ở tại Ba Vì, Hà Nội. Đó. Ngoài ra còn một chiếc kệ tivi và một chiếc sập thờ của khách Hà Nội nhé. Đây, tôi đang cho hàng lên xe. Là mặt tiền sập gỗ.